núi lửa phun trào. Sức mạnh hủy diệt từ lòng đất. Núi lửa phun trào là một trong những hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ và đáng sợ nhất trên trái đất. Đó là khi magma, đá nóng chảy và các loại khí từ lòng đất phun trào lên bề mặt thông qua các khe nứt hoặc miệng núi lửa. Hiện tượng này thể hiện sức mạnh khủng khiếp của các lục địa chất bên trong hành tinh chúng ta. Các loại núi lửa và hoạt động phun trào. Có ba loại núi lửa chính: núi lửa dạng khiên, núi lửa dạng nón và núi lửa phức hợp. Núi lửa dạng khiên có độ dốc thoại thoại và thường phun trào dựng nhấm loãng. Núi lửa dạng nón có hình nón dốc đúng và thường phun trào dùng nhâm đặc. Núi lửa phức hợp là sự kết hợp của nhiều loại núi lửa khác nhau. Hoạt động phun trào có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Phun trào phun nổ tạo ra các cột trỡ bụi và đá cao hàng km. Phun trào dung nhâm tạo ra các dòng dung nhâm chảy xuống sườn núi. Phun trào hỗn hợp kết hợp cả hai loại trên. Mức độ manh yếu của phun trào được đo bằng chỉ số VEI từ 0 đến 8. Ảnh hưởng của núi lửa phun trào đến môi trường và con người. Núi lửa phun trào gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến môi trường và con người. Dung nhâm và trợ bụi phu kín và phá hủy các khu vực rộng lớn. Khí độc và trợ bụi phát tán gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật. Phun trào mạnh có thể làm thay đổi khí hậu toàn cầu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, núi lửa cũng mang lại một số lợi ích. Trợ núi lửa làm cho đất đai màu mỡ hơn. Nhiệt từ núi lửa có thể được sử dụng làm năng lượng địa nhiệt. Các khoáng sản quý cũng được hình thành qua hoạt động núi lửa. Để giảm thiểu thiệt hại, con người đã phát triển các hệ thống theo dõi và cảnh báo sớm về hoạt động núi lửa. Việc lắp bản đồ nguy cơ và kế hoạch sơ tán cũng rất quan trọng ở các khu vực có nguy cơ cao. Khám phá thiên nhiên. Núi lửa phun trào là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, thể hiện sức mạnh khủng khiếp của trái đất. Mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng cũng mang đến cơ hội tuyệt vời để khám phá và tìm hiểu về địa chất và lịch sử của hành tinh chúng ta. Việc nghiên cứu núi lửa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc bên trong trái đất và các quá trình hình thành địa hình. Đồng thời, nó cũng nâng cao nhận thức của chúng ta về sự nhỏ bé của con người trước sức mạnh của thiên nhiên, thúc đẩy chúng ta sống hài hòa hơn với môi trường xung quanh.